Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143, bộ truyện Tiên hiệp Tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip, dịch giả, vong mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân Vlog. Trường 444 Hành động nhanh hơn Nhưng vào lúc này, chợt một nữ tu mắt xích cười lạnh một tiếng rồi nói Ta đã nói từ trước, là viên minh này là một mối họa rồi. Nếu hắn đã giết chết ra Diên Thải, thì cần phải dùng thủ đoạn lôi đình bắt hắn về đây. Về phần tả khinh huy mất tích có liên quan tới hắn hay không, không mở miệng thì dùng chút ít thủ đoạn không chính quy là được rồi. Còn sợ hắn không khai ra sao? Nếu còn có người mở miệng khuyên can giải vây cho hắn, thì khi Minh Tuyền lão tổ truy cứu, những người này cứ ra mặt gánh trách nhiệm đi. Nghe vậy, Mặt mày của bốn vị trưởng lão thuộc hoàng thất nhất mạch ngồi trên bàn dài, tối sầm không ít. Hiển nhiên, nữ tu mắt xích đang bóng gió nói chuyện. Dù không nói rõ, nhưng mũi mâu lại chỉ thẳng vào hoàng thất nhất mạch. Một nam tu dáng người cao gầy như thể một cây gậy trúc, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tu sĩ mắt xích, rồi nổi giận nói. Nếu nói đến chuyện này, ta cũng muốn hỏi hoa trưởng lão một câu. Lý do vì sao viên minh lại bất mãn với trường xuân quan ta? Không phải là chuyện tốt của đệ tử ngươi làm ra hay sao? Nếu không có gã sắp xếp ám hại, nói không dừng, hiện nay viên minh đã là một trưởng lão kết đan của trường xuân quan. <laughs> Theo ý ngươi, chẳng phải năm xưa, thôi trưởng lão chịu trách nhiệm tuyển chọn đệ tử cũng có sai lầm hay sao? Hoa trưởng lão cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, một đạo nhân tóc dài râu dài lập tức lên tiếng cãi không thể nói như vậy được năm đó ta đích thân kiểm tra qua viên minh quả thật chỉ có thiên phú tứ linh căn căn bản không phù hợp với tiêu chuẩn tiếp nhận thấp nhất hôm nay hắn có thể tấn chức kết đàn hiển nhiên là gặp được cơ duyên đặc biệt gì tại nam cương hay nơi nào rồi đây chính là chuyện có tỷ lệ rất nhỏ trường xuân Quang chúng ta danh môn đại phái cũng không thể nào tùy tiện tuyển nhận đệ tử mà làm hỏng quy củ nói như vậy Sai vẫn là đệ tử ngoan ngoãn của hoa trưởng lão rồi. Ta nhớ gã có đạo hiệu là Ngọc Hồ. Không chỉ bồi dưỡng ra một tu sĩ kết đan thù hận chúng ta, mà còn dùng cả tính mạng của mình bôi đen mặt mũi chúng ta. Một phen mưu tính thành công cốc, đúng là thật lợi hại. Tu sĩ cao gầy quái gỡ cười nói. Lời vừa ra, sắc mặt của ba vị trưởng lão hoàng thất nhất mạch cũng biểu hiện khác nhau. Có người thì lắc đầu, có người thở dài Có người ngoài miệng còn nhích lên Một chút ý cười sâu xa Bọn hắn thuộc dòng dõi hoàng thất đại tấn Đương nhiên biết mục đích thật sự Của những quốc sư mà trường Xuân Quang phái đến Năm đó có ai không bị mất quyền lực qua Cho nên vốn là ôm thái độ hả hê Nhìn Ngọc Hồ chết đi Hoa trưởng lão nhíu mày <laughs> Lưu trưởng lão đã quên rồi sao Đại điển thoái vị năm xưa hoàng thất nhất mạch các người đã đưa hai quyển bí tịch công pháp cửu nguyên quyết ra ngoài. Một quyển cho hoàng đế mới đăng cơ, còn một quyển còn lại đâu rồi? Chúng ta đều biết thừa, viên minh có thể được như ngày hôm nay, hoàng thất nhất mạch các ngươi xuất ra đại lực. Ta xem ra cơ duyên nam cương gì đều là giả hết. Viên minh này thật ra là thanh đao do hoàng thất nhất mạch các người bồi dưỡng ra để xử lý mấy việc bẩn thiểu, không để người khác biết. Chẳng qua lần này không khống chế được mà giết nhầm người nên mới không thể bảo vệ được đúng chứ sắc mặt của lưu trưởng lão tái xanh này ngươi bớt ngậm máu phun người đi hàng năm kiểm kê đều có lượng cử nguyên quyết đưa ra ngoài nhiều hơn ngươi thật sự truy xét được hết những trường hợp này hay sao Nội tử mắt xích đùa cợt cười, cười cười bí tịch khác thì ta không có xen vào nhưng mà hai quyển xuất ra từ hoàng thất nhất mạch các ngươi ta nhớ không nhầm thì tên phản đồ năm xưa cũng xuất từ một mạch các ngươi hôm nay lại có thêm một tên viên minh trong lòng các ngươi rốt cuộc có đứng bên trường xuân quan này hay không ta cũng khó mà nói được ngươi nói nhảm chuyện gì một mạch chúng ta vì trường xuân quan mà xuất ra bao nhiêu lực lượng theo ý ngươi chẳng lẽ không đáng một xu ngược lại các ngươi suốt ngày ru rú trong tông không bước ra khỏi đại môn suốt ngày cổ vũ cái này cổ động cái kia nó là mưu tính để tông môn phát triển, hận không thể khai chiến với tất cả tông môn khắp thiên hạ. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì, trường Xuân Quang cũng bị các người kéo vào vũng bùn. Tu sĩ cao gầy đột nhiên đứng dậy nổi giận nói. Hoa trưởng lão không cam chịu yếu thế đứng dậy theo, đang định phản bác. Thế nhưng đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào màu đen, tuổi trên 80, đang ngồi ghế chủ tọa, bỗng nhiên lên tiếng. Đủ rồi. Dòng nói của y không lớn nhưng vừa thốt ra khiến cho tất cả mọi người lập tức yên tĩnh, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Lão nhân này thoạt nhìn tuổi đã cao, tóc xám trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thân hình còng xuống, tử chi nhỏ bé teo tóp, nhìn như thể sắp xuống mồ tới nơi. Nhưng mà các trưởng lão kết đang ngồi đây lại không có ai dám can đảm, phản kháng lời y. Bởi vì Y chính là đệ tử thân truyền Của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nghe nói Y còn cách đột phán Nguyên Anh Một bước ngắn Tuổi già sức yếu cũng là do công pháp ảnh hưởng Thực tế có lẽ tuổi tác của Y Còn trẻ hơn bất kỳ ai Đang ngồi quanh cái bàn này Chư vị đang ngồi nơi đây Đều một lòng vì việc chung Cũng không có ai kéo trường xuân quan Vào vũng bụng Những lời tương tự sau này không nói ra thì tốt hơn lão nhân khẽ nhướng mắt lên bình thản nói hoa trưởng lão và lưu trưởng lão đều chắp tay nhận sai sau đó ngồi xuống đều không phục nhìn nhau sau đó quay đầu sang chỗ khác sau khi chấm dứt vấn đề này lão giả lần nữa nhắm nghiền hai mắt không nói thêm gì cứ như thể đã ngủ rồi thấy vậy khúc lương ho khan hai tiếng rồi nói nếu như đa số đã đồng ý ra tay vì giết Viên Minh, vậy nhiệm vụ lần này nên phái ai đi? Chư vị có đề cử ai hay không? Nghe lời này tất cả đều yên tĩnh, hầu như tất cả các trưởng lão ngồi đây đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không tỏ bất cứ thái độ gì. Lập trường về chuyện của Viên Minh là một chuyện, còn có muốn đích thân phái người ra tay xử lý hay không lại là chuyện khác. Những người ngồi ở nơi này không ai là kẻ ngu thực lực của tra Diên Thải không kém, cách kết đang hậu kỳ, vẹn vẹn nửa bước chân, còn là ái đồ của Minh Tuyền Lão Tổ, trong tay có mấy con bài tẩy. Căn cứ theo tin tức truyền về, rõ ràng nàng ta ra tay trước, nhưng lại chưa đánh ra một chiêu nguyên vẹn, đã bị viên minh chém giết. Mặc dù tra Diên Thải có khinh địch, nhưng bại vong nhanh như thế có thể nói rõ được rằng thực lực của viên minh rất mạnh. Vả lại không bàn tới chuyện viên minh sau đó sẽ bỏ chạy, mà hắn dù có lưu lại nếu không xuất động nhiều trưởng lão kết đang hậu kỳ ra mặt e rằng vẫn không ai là đối thủ của hắn việc này khó giải quyết làm xong cùng lắm cũng chỉ được minh tuyền lão tổ khen ngợi mà thôi trong đây ai không có một vị lão tổ nguyên anh ủng hộ sau lưng không đáng vì vậy mà làm hao tổn chiến lược hệ phái mình mà minh tuyền lão tổ chỉ là nguyên anh mới tấn thăng bản thân không có hứng thú với quyền thế trong quan môn hạ đệ tử cũng chỉ có một mình tra Diên Thải, nhất mạch của lão lại càng không có người. Theo ý ta, vì một tán tu mà hưng sư động chúng quá mức cũng không có tốt. Huống hồ hành tung của hắn bất định. Sau khi chém giết tra Diên Thải, tất nhiên sẽ mang theo người nhà chạy trốn ở Kinh Thành. Theo ta thấy, không bằng trước tiên treo giải thưởng để các tiểu tông môn và tán tu kết đang hành động. Nếu bọn hắn giết chết được hắn thì tốt, còn không thể giết, cũng có thể cung cấp tin tức cho chúng ta. Chờ xác định được vị trí của viên mình thì phái người vây giết cũng đâu có muộn đâu. Thấy không có người nói chuyện, tu sĩ râu quay nón đề nghị mọi người vây giết trước tiên để tìm một bậc thang cho mọi người. Lời y nói ra khiến không ít trưởng lão tán thành, Khúc Lương thấy không có ai phản đối cũng khẽ gật đầu. Được, vậy việc này cứ quyết định như thế đi. Tiếp đến là chuyện về Tây vực cùng Tần Quốc. Quỳ Nguyên Tông vẫn lạc một lão tổ nguyên anh, nên liên tiếp bại lui trên chiến trường ở Tần Quốc và Tây Vực. Để vãn hồi xu thế suy yếu này, bọn hắn khởi xướng cầu viện Tông Môn Trung Nguyên. Việc này đã được Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho phép. Chúng ta cũng phải xuất lực trợ giúp. Ít nhất, phải có 10 trưởng lão kết đang đi tới. Hôm nay phải định ra cho được danh sách này. Khúc Lương nhìn quanh, bắt đầu thảo luận đề tài tiếp theo. Kinh Thành, tại Viên Phủ. Cha, mẹ, hai người ăn thịt cốc đan này trước đi. Trong thư phòng, Bình Minh đưa hai viên đan dược cho cha mẹ mình. Theo như lời Lưu Thiên Minh, thì giữa Kinh Thành và Trường Xuân Quang có thủ đoạn liên lạc đặc thù, nên chuyện hắn chém giết trai Diên Thải hẳn đã bị Trường Xuân Quang biết, chỉ sợ bên kia sẽ nhanh chóng phái ra nhân thủ đuổi giết. Lúc này hắn còn không biết đám cao tầng Trường Xuân Quang vì chuyện này mà ẩm ỉ túi bụi thậm chí thiếu chút đã phái đại lượng nhân thủ đến vây giết hắn tóm lại hắn biết hiện nay mình không có thực lực đối phó với toàn bộ trường xuân quang đuổi giết phải nhanh chóng hành động không thể nào chờ chết viện mình nhất thời không có pháp khí phi hành thích hợp không cách nào mang theo cha mẹ mình nhanh chóng rời đi hắn suy đi nghĩ lại rốt cuộc nghĩ ra một cách viên tội trùng nhận lấy đan dược nuốt vào đồ dùng pháp lực hòa tan sau đó lại giúp thê tử mình hòa tan đang dược. Được rồi, tiếp theo con sẽ để hai người đi ngủ, rồi đưa hai người vào một không gian có thể chứa được người sống để nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Viên Minh nói xong, sau đó hồn lực trong thức hải chậm rãi bay ra, dùng thư thái nhu hòa bao bọc lấy cha mẹ hắn. Rất nhanh, cha mẹ hắn đều lâm vào ngủ say, Viên Minh lập tức triệu hồi thâu thiên đỉnh, đưa hai người vào bên trong hắn cẩn thận thu thâu thiên đỉnh vào trong cơ thể rồi đẩy cửa phòng đi ra khỏi thư phòng bên ngoài phòng lưu thiên minh cùng phó khánh cũng đang chờ lưu thiên minh thấy chỉ có một mình viên minh đi ra trong thư phòng lại không thấy hai bông dáng vợ chồng viên tội trùng thì kinh ngạc nhưng hắn không hỏi nhiều chỉ tiến lên nói mình ca ta đã liên hệ xong xuôi với bên kia rồi ngươi cầm khối ngọc bội này đến phạm vi thế lực thiên long đảo thì đưa cho người bên kia xem. Bọn họ sẽ biết ngươi là người ta đưa qua. Xin đa tạ. Viên Minh nhận lấy ngọc bội, gật đầu cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi, đáng tiếc huynh đệ ta mới gặp nhau, đã phải di tay rồi. Lưu Thiên Minh có chút tiếc nuối. Là do tình thế bức bách. Đợi người khác thu xếp xong xuôi cho cha mẹ ta, xử lý xong chuyện cần làm, ta sẽ tìm ngươi uống rượu. Viên Minh lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Tốt, một lời đã định lưu thiên minh nói xong bẩn vương nắm tay phải ra viên minh ngầm hiểu cùng duỗi nắm tay phải đang lúc chuẩn bị đụng vào đầu nắm tay của lưu thiên minh hắn bèn tăng tốc hơn trùng hợp là lúc đó lưu thiên minh cũng đột nhiên tăng tốc nên nắm đấm hai người nện vào nhau chút đau đớn khiến cả hai phải nhíu mày vô thức đưa ánh mắt đầy phàn nàn nhìn qua đối phương chỉ là khi cả hai chạm mắt nhau bọn họ lại hơi sửng sốt sau đó đồng thời cười rộ lên. Trường 445 Mang Thiên Quá Hải Viên Minh mỉm cười, ánh mắt chuyển qua thân Phó Khánh. Thiếu chủ, đồ vật quan trọng trong phủ đã thu thập xong, đều ở nơi đây. Không chờ Viên Minh hỏi, Phó Khánh lập tức đưa ra một cây túi trữ vật. Phó Thúc, ngươi thật sự không đi theo chúng ta sao? Viên Minh nhận ly túi trữ vật cũng không xem xét mà hỏi Phó Khánh: Đa tạ thiếu chủ quan tâm. Chỉ là trong nhà ta còn có cao đường, dòng họ rất đông. Nếu mang theo, sợ rằng sẽ phiền phức cho thiếu chủ. Huống chi trong phủ còn có không ít hạ nhân cần an bài nghỉ việc. Một ít sản nghiệp do gấp gáp cũng không thể nào bán kịp. Cái này cần người lưu lại xử lý. Phó Khánh lắc đầu: à, Thôi được rồi. Bất quá phó thúc lưu lại trong kinh thành Cần phải cẩn thận trường xuân quan Nếu có người tới cửa Người không cần giấu giếm ta Có thể nói ra chuyện mình biết Để tránh dẫn lưỡi thiêu thân Viên Minh dặn dò Đa tạ thiếu chủ quan tâm Tuy ta hầu cận tướng quân Nhưng ta đoán trường xuân quan Từ cho mình là danh môn đại phái Chưa chắc sẽ để ý đến vô danh tiểu tốt như ta Phó Khánh bật cười Chuyện này khó nói Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn Nói xong, viên minh lại lấy ra một cái túi trữ vật. Phó Thúc, làm bạn với phụ thân nhiều năm rồi. Ngày nay ly biệt, túi trữ vật này lưu lại cho người. Đồ vật bên trong xem như kỷ niệm. Không có nhiều, kính xin Phó Thúc chớ ghét bỏ. Thiếu chủ nói quá lời rồi. Phó Khánh tiếp nhận túi trữ vật hơi dò xét, lại phát hiện bên trong đặt mấy trăm khỏa linh thạch, một kiện cực phẩm pháp khí cùng một khối ngọc giảng trên mặt hắn hiện ra một tia kinh ngạc, vội vàng tính từ chối. Nhưng khi ngẩng đầu, trước người đã không thấy bóng dáng của viên minh đâu. Thiên minh, phó thúc, chúng ta hữu duyên gặp lại nhau. Thanh âm của viên minh từ trên trời xa xa truyền đến. Lưu thiên minh cùng phó khánh ngẩng đầu, chỉ thấy viên minh lăng không đạp hư không, chắp tay với bọn hắn, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quan, bay ra ngoài khúc giáng thành. Tại phủ quốc sư, Miêu Khinh đứng trên lầu cao, cũng nhìn thấy viên minh hóa thành lưu quang bay đi. Trong lòng lập tức thở dài, quay đầu nói với đệ tử sau lưng. Nhanh, phát tin tức cho tông môn. Nói rằng viên minh đã rời đi, tốc độ bay rất nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Đệ tử lĩnh mệnh thối lui, chỉ có Miêu Khinh một mình đứng trên lầu cao, nhìn lưu quang dần dần biến mất ở chân trời, trong mắt khó nén may mắn. Sau nửa canh giờ, Viên Minh bay về Đông Hải Đột nhiên thần sắc khẽ động Ngừng độn quang. Hắn lơ lửng ở giữa không trung Tay lật một cái Một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trong lòng bàn tay Đây là hắn lấy từ thi thể ra diên thải Bởi vì người này chỉ có tu bi kết đan trung kỳ Tăng thêm thời gian có hạn Viên Minh cũng lười xem xét Trong nhẫn trữ vật có gì Nên tiện tay thu vào Nhưng ngay vừa rồi trên nhẫn trữ vật này Đột nhiên hiện ra tường đạo kim sắc hồ quan điện quấy cho nhẫn trữ vật viên minh hỗn loạn ngỗ ngang. Dù bây giờ bị viên minh lấy ra, kim sắc hồ quan điện vẫn nhảy loạn không ngừng. Nhìn phi thường dọa người. Bất quá thực tế uy lực không lớn, đánh trên tay viên minh cũng không có cảm giác nho nhói. Viên minh đưa thần thức vào trong nhẫn trữ vật. Ngoài ý muốn phát hiện bên trong có đồ vật không ít, không chỉ có hơn vạn linh thạch cùng các loại đan dược linh tài, còn có một thanh pháp bảo quạt lông cùng một quả cầu gai quỷ dị không ngừng lấp lóe điện quang. Quả cầu gai có ngoại hình phi thường đặc biệt, hình cầu ở giữa thuần trắng, mà trên gai nhọn phía ngoài hiện ra màu xám nhạt. Điện quang màu vàng chính là từ những chóc gai nhọn này bắn ra, ở bên trong những trữ vật lấp lóe một lát, xuyên thấu không gian, xuất hiện bên ngoài những trữ vật. Mà trung tâm quả cầu gai còn lại có một đường vân cực giống mắt rắn. Nếu không phải viên minh biết rõ quả cầu gai không phải là vật sống, thậm chí đã xem đây là một loại yêu thú đặc biệt nào. Viên Minh suy nghĩ một lát, lấy quả cầu gai từ nhẫn trữ vật ra, tiếp tục dùng thần thức dò xét. Tiếp theo kinh ngạc phát hiện, nó tự hồ là một viên yêu hạch của yêu thú cấp 3 đỉnh phong. Mà khi thần thức của hắn tiếp xúc đến kim sắc hồ quan điện, hắn đột nhiên cảm ứng đồ vật nào đó ở cách đây mấy trăm dặm. Mà vật kia tự hồ cũng bị người nào mang theo đang chạy nhanh đến bên này. Viện Minh nhíu mày, suy nghĩ tìm tòi một lát, dùng hồn lực bao khỏa yêu hạch. Tiếp theo, thấy hồ quan điện trên yêu hạch dần dần trở nên yếu ớt không ít. Hắn thu hồi yêu hạch vào trong nhẫn trữ vật, nhìn chung quanh, phân biệt một chút phương hướng, độn quan lấy lên bay về phía đông bắc. Sau khi hắn rời đi ước chừng nửa nén hương, một đạo độn quan màu lam nhạt từ phía trên bay đến, lơ lửng tại chỗ viên minh đứng vừa rồi. Một gã nam tu tuấn Mỹ mặc trường bào màu lam nhạt, đầu đội cao quan bích ngọc, sắc mặt như tuyết, hai con người như nước, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, thần thức thuộc về nguyên anh kỳ không chút lưu tình bao phủ, nhanh chóng tìm tòi một vòng, nhưng mà không phát hiện ra thứ mà hắn muốn tìm. Nam tu tuấn Mỹ nhíu mày, bỗng nhiên, bổ vào túi linh thú bên hồng một con quái vật toàn thân đỏ chét từ trong túi trữ vật đi ra. Quái vật kia giống như trâu mà không phải trâu, giống như hổ mà không phải hổ. Đỉnh đầu có hai sừng nhọn cực đại, dưới sừng có bốn lỗ tai. Trong tai không ngừng dân trào ngọn lửa màu đỏ quýt, hình thành từng đạo hỏa hoàng tráng kiện như vằn quấn quanh thân thể của quái vật. Diễm quát, toàn lực thôi động thần thông, tìm ra vị trí yêu hạch lôi tĩnh. Nam Tu lạnh giọng hạ lệnh. Quái vật được gọi là diễm quát, gào thét một tiếng. Trong hai lỗ tai tuôn ra hỏa diễm. Trong nháy mắt, hỏa diễm bùng lên, khuếch tán ra toàn thân, triệt để bao trùm nó. Nam Tu thấy vậy, đưa tay để phía trên thân của diễm quát. Vẫn có hỏa diễm liếm qua lòng bàn tay, nhưng phản phất không cảm thấy độ nóng. Bất quá sau một lát, Nam Tu bỗng nhìn về phía đông bắc, tự hồ đang xác nhận vị trí vật gì tiếp theo thu hồi diễm quát, lần nữa điều khiển độn quang đuổi về phía đông bắc. Bạn ngay chỗ y vừa mới đứng, trong cơ thể một phi trùng, phân hồn viên minh nhìn thấy hết thảy, thầm nghĩ, gặp phiền phức rồi. Nam tu này rõ ràng đến theo yêu hạch, từ trong những trữ vật của tra Diên Thải, là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, xem ra hẳn là lão tổ Nguyên Anh Kỳ nào ở trường Xuân Quang. Lưu Thiên Minh trước đây đã nói, tra Diên Thải có sư tôn là một Nguyên Anh Kỳ, nên viên Minh đoán nam tu tuấn mỹ này là sư tôn của trai Diên Thải Minh Tuyền lão tổ chỉ là không ngờ hắn đến nhanh như vậy bất quá dù sao viên Minh cũng sẽ không thay đổi lộ trình lấy thực lực hôm nay của hắn cũng không sợ giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Nhưng động thủ với Minh Tuyền lão tổ rõ ràng hại lớn hơn lợi ngày sau hắn hành động sẽ có ảnh hưởng to lớn có thể không động thủ thì nên không động thủ mới tốt Bất quá tiếp theo vừa mới quan sát, viên minh cũng phát hiện. Người này căn cứ yêu thú bên người, liên hệ với yêu hạch trong tay mình mới tìm được bản thân. Nếu hành động thỏa đáng, hắn cũng không phải không tránh thoát. Suy nghĩ tìm tòi một lát, trong lòng viên minh lập tức có chủ ý. Ước dừng một khắc đồng hồ sau, tại phường thị của Vũ Ninh Thành. Cử ra vào phường thị, hộ vệ phụ trách trông coi ngáp một cái, hờ hững thu lấy lệ phí tán tu vào thành. Nhưng đột nhiên, một đạo độn quang màu lam nhạt từ chân trời bay đến, chỉ một cái nháy mắt đã đến trên không của phường thị. Uy áp kinh khủng như thác nước đè xuống, thủ vệ của thành giật mình, trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh không ít. Trên bầu trời, Minh Tuyền lão tổ câu mày, thần thức không hề cố kỵ đảo qua phường thị, thu hết vào mắt hình dạng tất cả mọi người. Quần tu của phượng thị phát giác có người nhìn trộm, lập tức có chút không vui. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, thấy người tới lăng không đạp hư, tản ra linh lực ba động tựa như biển cả rộng lớn vô biên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không lâu sau, thần thức minh tuyền lão tổ nhìn thấy hết sạch trong ngoài phường thị, không bỏ sót bất cứ thứ gì, nhưng mà không phát hiện ra thân ảnh của viên minh. Y cau chặt mày, vỗ vào túi linh thú, diễm quát lập tức bay ra không đợi y phân phó, lại toàn lực thôi động thần thông. Vị tiền bối này, chẳng biết ngài tới Vũ Ninh Phường Thị ta, có gì phân phó. Cùng lúc này trong Phường Thị, một tu sĩ kết đang từ Phủ Thành Chủ bay ra, thần sắc cung kính đi đến trước mặt Minh Tuyền Lão Tổ. Nhưng Minh Tuyền Lão Tổ căn bản không có nửa phần y tứ trả lời, chỉ đưa tay treo trên lưng diễm quát, nhưng lông mày càng nhăn thật sâu. Tiền bối, Đâu muốn tìm người Hay để vãn bố giúp Kết đăng thành chủ còn chưa nói hết liền bị Minh Tuyền lão tổ ngắt lời ồn ào Minh Tuyền lão tổ bực bội mắng Thần niệm khẽ động Một thành pháp bảo trường đao trống rỗng chợt hiện Chỉ một nhoáng Đã chặt đứt một cánh tay của kết đăng thành chủ Kết đăng thành chủ kêu đau Tiếp theo lập tức dùng một tay khác che miệng mình Cũng không dám cầm máu Cứ như vậy mặc cho tay cục rơi xuống vết thương chảy máu xối xả. Nhưng Minh Tuyền lão tổ không để ý cử động của gã, lần nữa dùng thần thức lướt nhanh qua trong ngoài thành trì, xác định xem mỗi người có ngụy trang hay không. Chẳng biết tại sao, Diễm Quán lúc này không cảm ứng được vị trí của yêu hạch lôi tỉnh, chỉ biết là yêu hạch xuất hiện sau cùng ở phụ cận đây. Trong phương viên trăm dặm, chỉ có một tòa thành trì Vũ Ninh Thành, bên trong phần lớn là tán tu. Viên Minh là một kết đan kỳ, tốc độ bay cùng thần thức tuyệt không có khả năng vượt qua bản thân là nguyên anh nếu không phải dùng bí pháp đào thoát nhất định là tránh trong thành này nhưng mà minh tuyện lão tổ lần thứ hai tìm kiếm cũng nhận như kết quả giống lần trước thấy vậy thần sắc của hắn không vui hừ lạnh thu hồi diễm quát rồi tiếp tục đuổi về phía đông bắc cho tới khi này thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại chân trời trong phủ thành chủ một gã tu sĩ kết đan tranh thủ thời gian bay ra, đi tới trước kết đan thành chủ vốn sắc mặt trắng bệch, luôn cuốn tay chân, lượng cánh tay cục, cũng cầm máu chữa thương cho thành chủ. Mà trong phường thị, một gã tu sĩ trúc cơ hình dạng thường thường, ngẩng đầu lên, giống như tán tu khác, yên lặng nhìn chăm chú trên bầu trời, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nhưng trên thực tế, người này là viên minh ngụy trang mượn nhờ mặt nạ huyết cốt cùng tàn nguyên thuật hắn hoàng mỹ giấu được minh tuyền lão tổ điều tra cũng không bị nhận ra đương nhiên trừ điều đó ra hắn còn đưa những trữ vật của tra diên thải vào thâu thiên đỉnh mượn nhờ thần vật này triệt để chặt đứt liên hệ giữa yêu hạch và diễm quát bất quá hắn không thể xác nhận đây có thực sự hữu hiệu hay không con đường sau đó có lẽ phải đổi cách đi mới càng thêm ổn thỏa chương 446 lại tụ hợp. Long Uyên Hà là sông lớn nhất Ngô Quốc, kéo dài ngàn dặm, ầm ầm sóng dậy, mặt sông nhìn không thấy bờ. Ngẫu nhiên nước sông say tròn hình thành từng vòng xoáy khổng lồ, hoặc là sông lớn cao mấy trượng, phản phất có dao long ẩn nấp dưới đáy sông. Sông này có thủy vực rộng lớn gần như vượt ngang hơn phân nửa ngô quốc thường nhân các thành trì qua lại trên đó là con đường thủy lợi giao dịch trọng yếu nhất của Ngô Quốc. Cuối sông Long Uyên Hà chạy thẳng vào Đông Hải, chỗ cửa biển đứng vững một tòa cự thành tên là Long Vương Thành, là đầu mối giao thương lớn nhất giữa Ngô Quốc và Đông Hải. Trên bến tàu ngoài thành đậu vô số thuyền to to nhỏ nhỏ. Hàng năm, trơn châu, rong biển, muối các loại từ Đông Hải đi qua nơi này chảy vào Ngô Quốc. Mà thuế thóc, bãi vóc của Ngô Quốc những vật này cũng đi qua đây tiến vào Đông Hải. Long Vương Thành dị thường phồn hoa, cho dù là kinh thành của Ngô Quốc cũng không bằng. Long Vương Thành chẳng những là thành lớn giao thương của Phạm Tục, càng là một tòa thành của tu sĩ ở. Vô số tu tiên giả đất liền của Trung Nguyên từ nơi này tiến vào Đông Hải săn giết yêu thú, tầm bảo, cũng sẽ mang thu hoạch về Long Vương Thành để buôn bán. Nói về việc này, tại Ngô Quốc, Long Vương Thành cũng coi là thành tu tiên lớn số một. Một chiếc thuyền lớn màu xanh dài trăm trượng, phá vỡ nước sông, chầm rãi đến gần bến tàu Long Vương Thành. Đây là một chiếc cự thuyền chở hàng hóa đến Long Vương Thành. Trên thuyền đều là hàng hóa bể lương, cũng có một ít lữ khách tới Long Vương Thành. Long Vương Thành, xem như đã tới. Một nam tử vóc người trung đẳng, làn da hơi đen đứng tại mạng thuyền, nhìn ra xa cự thành trước mặt lẩm bẩm nói người này chính là viên minh dùng mặt nạ huyết cốt lần nữa huyện hóa một dung mạo mới trước đây tại phường thị hắn bỏ rơi minh tuyền lão tổ sau đó không phi đoạn tiến về đông hải mà ngược lại lựa chọn đi thuyền minh tuyền lão tổ ở phía trước lục xác không ra hắn đã triệu tập nhân thủ kiểm tra người ngự không phi hành đi thuyền trên sông thứ nhất có thể tránh minh tuyền lão tổ lục xác Thứ hai, hắn cũng muốn nhờ vào đó thăm dò minh tuyền lão tổ, còn có thủ đoạn nào khác để định vị mình hay không. Biên minh lần này an trí phụ mẫu, không cho phép có nửa điểm sơ hở, nhất định trước khi đến Đông Hải, triệt để né tránh đối phương dò xét. May mà đoạn đường này đi tới, tu sĩ Nguyên Anh kia chưa từng một lần xuất hiện, hẳn là đã triệt để bị bỏ rơi. Cự thuyền rất nhanh cập bến, trên thuyền, thường nhân lửa khách nhau nhau vội vàng xuống thuyền. Viên Minh cũng lẫn trong đám người leo lên bến tàu, đi vào trong Long Vương Thành. Nội thành nơi này không giống với Đại Tấn, Triệu Quốc hay Nam Cương. Ở đây, kiến trúc dùng vật liệu gỗ làm chủ, hiếm thấy gạch ngói. Nơi này bách tính sinh hoạt giàu có, ngay cả ven đường cũng trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ, dị thường, tinh xảo. So với Đại Tấn trang trọng, Triệu Quốc cổ phát hết thảy nơi này càng thêm tinh xảo. Cho dù là đường phố buôn bán hàng hóa, cũng là năm bước nhất cảnh, thập bộ nhất họa, cao lầu mỹ xá, cầu nhỏ nước chảy, tựa như lâm viên. Long Vương Thành chiếm diện tích phi thường minh mông, bên ngoài là khu cư trú của phạm nhân, nội thành là địa bàn của tu tiên giả hoạt động, cấm chỉ phạm nhân đến gần. Viện Minh hơi tiết lộ khí tức pháp lực, ngụy trang thành một gã trúc cơ kỳ bình thường, tiến vào nội thành trong nội thành cơ bản giống với ngoại thành, chỉ là đường phố càng thêm rộng rãi, càng tinh xảo, ưu mỹ. Trong nội thành có rất nhiều tu sĩ, bất luận nhân số hay tu vi, đều vượt qua các nơi như Tiểu hồ Thành hay Vọng Nguyệt Thành. Chỉ qua một lát, viên minh đã cảm ứng được mấy vị kết đan kỳ. Kỳ lạ nhất là một vị tu sĩ kết đan kỳ, trên thân còn mang theo yêu khí, làn da trên mặt hiện ra màu xanh đen, ẩn hiện đồ án lân phiến đã sớm nghe nói Đông Hải có tộc đàn nửa người nửa yêu. Xem ra là thật rồi. Viên Minh thầm nghĩ thật sự không nhìn nhiều, miễn cho gây hiểu nhầm. Ngoài trừ những người này, tu sĩ trong Long Vương Thành vẫn còn một chỗ đặc biệt. Gần như mỗi người bên hông đều đeo theo túi linh thú, thậm chí có người trực tiếp cưỡi linh thú đi lại. Một gã tu sĩ hoàng y trung niên cưỡi trên một con hổ có cánh màu xanh dài hai trượng, lướt qua cạnh viên minh người phụ cận đều là một bộ dáng quen thuộc. Đồng Hải quả nhiên khác rất nhiều với Đại Tấn và Nam Cương. Trong lòng viên minh suy nghĩ đi vào một nhà buôn bán thư tịch ở nội thành. Lúc này cách hắn và tịch ảnh ước định còn nửa năm, hắn cũng không vội gặp mặt. Việc cấp bách là kiếm một chỗ thu xếp tốt cho cha mẹ. Viên Minh chọn mấy quyển điển tịch địa lý giới thiệu Đông Hải đang muốn thanh toán bỗng một cổ nguyện lực nồng đậm truyền đến vậy mà ở trong thành theo mức độ đậm của nguyện lực rõ ràng là tín đồ tu sĩ kết đan kỳ viên minh mua mấy quyển điển tịch đi vào một khách điếm gần đó lấy ra ngân sắc lệnh bài mở ra kết giới hăng tiến vào thâu thiên đỉnh thần thức kéo dài một thiếu nữ ao trắng đang cầu nguyện đập vào mi mắt lại là, là nhan tư tịnh quả nhiên là nàng ta Viện minh thấy vậy cũng không kinh ngạc trước mắt hắn thu phục tín đồ kết đăng kỳ chỉ có hai người nhan tư tịnh và tam nhãn ô cưu tam nhãn ô cưu giờ khắc này đang ở trong túi linh thú chỉ còn lại nhan tư tịnh Viện minh khuếch tán thần thức tới chỗ nhan tư tịnh không khỏi mỉm cười nhan tư tịnh đang ở một khách điếm trang viên cỡ lớn bên cạnh có hai gian phòng đều là người quen lại là, là tịch ảnh cùng nhan tư vận không ít người bách đan phường cũng ở đây viên minh suy nghĩ một chút rồi khỏi thâu thiên đỉnh giải trừ ngân sắc kết giới rồi khách điếm nhan tư tình cầu nguyện trong một phòng trọn vẹn một khắc đồng hồ mới dừng trong lòng lo sợ bất an trong khoảng thời gian này nàng bận rộn chuyện bách đan phường đầu óc trắng váng quên chuyện cầu nguyện minh nguyệt thần đại nhân không biết có bị trách tội hay không ta và tỷ tỷ đem người bách đan phượng tới long vương thành cũng coi như đặt nền móng mở rộng minh nguyệt giáo minh nguyệt thần đại nhân hẳn là sẽ không trách tội nhan tự tịnh thầm nghĩ dần dần bình tĩnh trở lại lấy ra chui bảo kiếm kim sắc thủ ảnh bấm niệm pháp quyết tế luyện không thôi kim sắc bảo kiếm vây quanh thân thể nàng mang theo đạo đạo kiếm ảnh như thực chất càng phát ra thanh âm bách thú gào thét tự hồ đang tu luyện một môn kiếm quyết cao thầm đại chiến tu la cung để nhan tư tịnh nhận thức được thực lực chiến đấu của mình không đủ sau khi rời tu la cung ngoài chuyện bách đan phường nàng một mực ngày đêm khắc khổ tu luyện là người nào nhan tư tịnh bỗng mở to mắt nhìn ra phòng khách bên ngoài có thể cảm ứng được khí tức của ta xem ra thực lực của người lại tinh tiến một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi ngưng thực là viên minh đã khôi phục diện mạo như trước. Tư tịnh, bai kiến viên thần sứ. Nhan Tư tịnh vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Qua trận chiến Tu La Cung, Nhan Tư tịnh triệt để biết rõ thực lực của viên minh đáng sợ. Vừa kính vừa sợ, đã không dám lấy từ đạo hữu mà xưng hô. Không cần câu nệ như thế. Người ta cũng coi như bằng hữu trải qua sinh tử. Lấy đạo hữu gọi nhau là được rồi. Viên minh mỉm cười. Vâng, viên đạo hữu. Nhan tư tịnh cũng không nói nhiều, cúi đầu gọi. Ta thấy người đem người Bách Đan Phường tới nơi đây là dự tính phát triển tại Đông Hải hay sao? Viên Minh lại hỏi. Đúng là vậy, là tịch ảnh tỷ tỷ đề nghị chúng ta làm như vậy. Nàng nói Đông Hải, Linh Thảo và Linh Tài mặc dù không nhiều, nhưng mà các loại tài liệu yêu thú Linh Tài trong biển lại rất nhiều. Mà không giống Trung Nguyên, một khi tranh đoạt quá độ, sẽ xuất hiện tình huống thiếu tài liệu đồng hải thủy vực vô biên vô tận trong biển linh tài lấy mãi không hết dùng mãi không cạn càng thích hợp cho bách đan phường phát triển những người khác trong phường cũng đều là nàng hỗ trợ chuyển đến nhan tư tịnh nói trong lòng viên minh hơi động cử động của tịch ảnh lần này là có ý gì vì sao phải tốn công tốn sức trợ giúp bách đan phường chẳng lẽ là xem vào mặt mũi của mình sao mà quan hệ của tịch ảnh và nhan tư tịnh trở nên tốt như vậy từ khi nào hai người lúc tại tu la cung vẫn còn không muốn nhìn mặt nhau mà đồng hải nơi này tài nguyên xác thật là dồi dào thích hợp cho việc luyện đan có cần ta hỗ trợ gì thì cứ nói cho dù ta không giải quyết được cũng có thể mời minh nguyệt thần đại nhân tương trợ cho người nếu là chủ ý của tịch ảnh viên minh cũng không truy đến cùng nhan tư tịnh nghe nói minh nguyệt thần đại nhân đồng ý giúp đỡ lập tức đại hỷ Minh Nguyệt Thần thể hiện thần uy, nàng đã tận mắt thấy. Lục dục tôn giả là ma đầu ngàn năm cũng có thể đánh giết được, thì Bách Đan Phường gặp phải bất cứ địch nhân nào tự nhiên không đáng để lo. Viên Đạo Hữu Bách Đan Phường bởi vì gần đây do di chuyển, các loại chuyện thiên đầu vạn tự, còn chưa để người trong phường thờ phụng Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Việc này tỷ tỷ đã chuẩn bị rồi, gần đây đã để tất cả mọi người gia nhập Minh Nguyệt Thần Giáo. Nhan tư tịnh nhớ tới lời hứa hẹn khi trước Vội vàng nói Được Viên Minh gật đầu Viên đạo hữu xin yên tâm Người đã giúp bọn ta đánh chết lôi minh lão tổ Cứu vớt bách đan phượng Tỉ mũi chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn Một thanh âm êm tai Truyền đến Lại là nhan tư vận đi tới Hai con người nàng vốn nợ đẫn Chẳng biết tại sao lại nhiều thêm một tia linh động Lại đang nhìn về viên minh Khiến viên minh luôn cảm thấy Đối phương tự hồ không phải bị mù. Ngoài ra tu vi nàng cũng tăng vọt không ít, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Qua một đoạn thời gian nữa là có thể chuẩn bị kết đan. Càng đặc biệt, chính là quanh người nhan tư vận, quanh quẩn một cổ khí tức không rõ. Người đã đến rồi. Thân ảnh của tình ảnh cũng nhoán một cái xuất hiện trong phòng. Chuyện đại tấn bên kia đã xử lý xong, ta lập tức chạy đến. Tình uống bên này ra sao? viên minh gật đầu ra hiệu với nhan tư vận rồi nhìn về tịch ảnh lên tiếng hỏi ta đã dò la nghe ngóng chỗ tài liệu nhưng còn phải đợi chừng một năm mới có thể thu hoạch tịch ảnh đáp thời gian một năm cũng vừa vặn ánh mắt của viên minh chấp động mấy lần như có điều suy nghĩ thì thào nhan tư vận an bài mấy người ngồi còn mình thì pha mấy chén linh trà đây là sản phẩm đặc biệt kim trảng trà tại Long Vương Thành, hương vị đặc biệt, còn có công hiệu thanh não nâng cao tinh thần. Viên đạo hữu nếm thử xem. Viên Minh nâng chung trà lướt qua, mới vào miệng hơi đắng chát, nhưng rất nhanh hóa thành thơm ngọt. đan điền hơi nóng, răng môi thơm tho, tinh thần xác thực phấn chấn không ít. Nhàn đạo hữu, vốn tâm tư tỉ mỉ, nghe nhiều biết rộng. Trước khi tới Đông Hải, chắc hẳn đã góp nhặt không ít tình báo liên quan tới nơi này. Có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Viên Minh đặt chén trà trong tay xuống nhìn về nhan tư vận. Được viên đạo hữu khen ngợi là vinh hạnh của tư vận rồi. Nhan tư vận nhàn nhạt cười lấy ra một thẻ ngọc màu trắng đưa tới, đồng thời đứng dậy, lại tự tay pha cho viên Minh một chén linh trà. Kết thúc tập 143 Bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi